Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể tới quý vị trong ngày hôm nay đó là hình ảnh rất đẹp của một bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Đó là bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trợ Rẫy, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Bác sĩ Linh được biết đến với biệt danh là bác sĩ 91. Sau khi cứu sống được bệnh nhân phi công người Anh, bệnh nhân số 91. Ngày 14 tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và sự phân công của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Trần Thanh Linh làm đội trưởng đội chi viện chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng của bệnh viện trợ rẫy cùng với 53 thành viên dày dặn kinh nghiệm đã lên đường nhận nhiệm vụ tại trung tâm hồi sức bệnh nhân covid-19 quy mô 1.000 giường tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức. Các bác sĩ linh bạc và trông anh già hơn sau chuỗi ngày điều trị cho bệnh nhân ở bệnh viện hồi sức covid-19. Bác sĩ Trần Thanh Linh coi đây là trận chiến lớn nhất cuộc đời làm nghề y của mình và cũng mong nó sẽ là trận chiến cuối cùng. Đợt điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh lần này thật sự là thách thức rất lớn. Bác sĩ bệnh viện Trợ Rẫy đang tham gia công tác điều trị ở bệnh viện này gửi cho nhau lời nhắn: "Từ từ sẽ ổn hơn mà. Mọi người ai cũng thấm mệt. Thôi cố gắng thêm chút nữa nhé. Cùng nhau dáng thêm chút nữa."